Hello, xin chào mọi người, mình là Huyền đây. Hôm nay mình sẽ đi intern, mình sẽ dẫn các bạn đi học. Let's go. Chuyến đi du lịch biển lần này thì bọn mình xác định là sáng đi chiều về thôi, nên là mình và anh trai đã dậy từ rất sớm. Hơn 6 giờ bọn mình đã ra khỏi nhà rồi. Mới có hơn 6 giờ mà trời đã nắng như thế này mọi người ạ. Không biết tí ra biển thì sẽ nóng như thế nào nữa. Nhưng mà vì được đi biển nên là mình rất vui. Tối qua còn háo hức chả ngủ được, thức luôn đến tận 6 giờ sáng. Ngày hôm nay thì bọn mình chủ yếu di chuyển bằng tàu điện ngầm và xe buýt, khá là tiện đúng không? Hôm nay thì mình và anh trai cùng bạn và em của bạn mình nữa sẽ cùng nhau đi biển Incheon. Lúc này thì mình đang bắt tàu ra Hongdae, bọn mình hẹn nhau ở Hongdae rồi cùng nhau đi. Ta-da, đây là hai bạn ý này. Bọn mình sẽ đi tàu điện ngầm hơn 1 tiếng để ra sân bay Incheon, sau đó lại bắt xe buýt để ra biển nữa, nên là quá trình di chuyển cũng khá là lâu. Cho mọi người ngắm phong cảnh trên đường đi nè. Vừa nãy tàu đông quá nên bây giờ bọn mình mới được ngồi đây. Đổi tàu xong thì số phận đưa đẩy, mình và ông anh trai lại ngồi với nhau. Và bây giờ thì bốn bọn mình lại được ngồi với nhau nè. Sau hơn 1 tiếng cuối cùng cũng đến sân bay Incheon. Bây giờ thì em mình đang hỏi đường ra tại vì trong này rộng quá ấy. Bây giờ bọn mình sẽ trích thẻ rồi đi ra ngoài. Bắt chiếc camera di động là anh mình cầm máy để check in một phát ở sân bay nè. Chào các bạn, chúng mình đang ở sân bay. Bây giờ chúng mình sẽ bay về Việt Nam nha. Vui lên! Yeah. Hello mọi người, đây là sân bay Incheon, rộng chưa nè, cứ đến sân bay lại muốn về nhà ấy. Sau đó thì bọn mình bắt xe buýt khoảng tầm 15 phút. Xuống xe thì định đi bộ ra biển cơ, nhưng mà nắng quá nè, đành bắt taxi vậy. Nhưng mà không quay mặt anh Vũ được. Để tập quay mặt anh Vũ C2. Đây là bốn đứa bọn mình đang đi taxi để ra biển. Hôm trước sau một hồi bàn bạc thì bọn mình quyết định ra biển Masian, tại vì ở đây gần mấy chỗ ăn chơi của bọn mình hơn ấy, lại còn vắng người nữa chứ. Trời nắng to quá nhưng mà nhìn thấy biển rồi, công nhận là vắng người thật. Gần như là ngoài bọn mình ra chả có ai luôn ấy. Nhưng mà thật sự thì biển ở đây không đẹp như mình nghĩ mọi người ạ. Cát thì cũng không trắng lắm, hay là do mình đi nhầm chỗ nhở? Cát này nhiều vết dạn quá à. Mình đang định quay cảnh chạy tung tăng ra biển mà bị vấp ngã như thế này đây. Thôi chạy lại vậy. Dù hơi nắng và nóng một xíu nhưng mà được ngửi mùi biển, không khí biển là mình đã thấy thích lắm rồi. Mặc dù là không được nhảy xuống nghịch cát hay là nghịch nước, nhưng mà thôi, thế này là cũng mãn nguyện rồi. Bọn mình chơi oản tù xì, đứa ao thua thì phải chạy vào trêu mấy em mói đang ngồi kia. Nhưng mà nhìn anh mình ngứa mắt quá nên mình đã chạy ra. Mình định phi ra nữa cơ nhưng cứ bị ông ý ngăn cản ý. Đoạn này đúng kiểu bỏ em ra. Mấy em chị đang chửi mình mọi người ạ. Kiểu gì cũng ướt thôi. Em nhìn thấy sợ quá. Lúc này là ba chị em mình đang chụp ảnh cho nhau, còn anh trai mình thì hôm nay chỉ có tác dụng là đi theo và xách đồ thôi. Đây là ổng này, đang ngồi giữa trưa nắng chang chang để đợi bọn mình chụp ảnh xong. Trông cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Để ông ấy ngồi cả tiếng đồng hồ thế cũng có lỗi quá nên là thôi, mấy chị em đè ông ấy ra bắt tạo dáng chụp ảnh. Chẳng lẽ đi biển mà không có ảnh mang về đúng không? Hôm nay cả bãi biển to đùng, rộng thênh thang mà có mỗi bốn bọn mình thôi.
Thế là bốn đứa quyết định là dựng máy ảnh ở đấy rồi chụp ảnh gửi về cho bố mẹ xem. Tất cả bọn mình đều chơi với nhau từ bé nên là thân nhau như anh chị em trong nhà ấy. Mình đang chuẩn bị thử thách nhúng chân xuống bùn xem có bị mất giày không. Cẩn thận. Đây có phát chân ngu của tím. Xuống quá là mất giày. Các bạn người nhìn thấy các bạn đi chơi. Quẩy đi cậu. Uống khoảng thổi bay cái nóng ấy. Đây, theo bác chân Huyền, hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu phân tích về con nói. Theo các cậu, con nói là khóc hay đang cười? Chiếc kiểu nói đi. Theo tớ nó đang chửi tớ. Huyền đang đi khép chân vào cậu. Đúng rồi. Đây chính là cameraman kiêm đạo diễn siêu có tâm của tớ. Trời, ngoài biển nắng chang chang cũng khá là mệt với cả mất nước rồi thì bọn mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua nước đá uống. Vì ở đây rất khó bắt taxi nên là bọn mình phải đi bộ tầm hơn 20 phút để ra cửa hàng ăn. Đây, bọn mình sẽ ăn ở đây, quán Himun Chim. Tìm hiểu trên mạng thấy quán này khá là nổi tiếng, lại còn giá cũng phải chăng nữa. Thế nên anh em mình đã chọn quán này để làm điểm ăn trưa đầu tiên. Bọn mình là những vị khách đầu tiên luôn, lúc bọn mình đến thì ở đây vẫn chờ người. Đồ ăn kèm ra rồi này, bọn mình gọi một Himun Chim cỡ lớn luôn, mà có 60.000 won thôi. Đúng là đói nè, ăn cái gì cũng ngon hết. Đồ ăn kèm thì có súp lơ, kim chi, cá cơm với cả salad. Thêm cả một nồi canh ngao nữa. Món chính ra rồi này, siêu to khổng lồ luôn. Mới nhìn mà mình còn giật cả mình ấy. Trông lên hình bé thế thôi chứ ngoài đời to lắm bằng cả cái bàn cơ. Đây là hải sản người ta sẽ hấp lên, sau đó trộn với cả giá và tương gì đó rất là cay. Món này cũng ngon đấy nhưng mà để đánh giá thì mình chỉ cho 7 điểm thôi tại vì nó cay ấy, mình vừa ăn vừa khóc luôn. Với cả là mình tưởng là nó trộn với mì nữa cơ nhưng hóa ra chỉ toàn giá không thôi, người ta độn giá nhiều lắm nên bọn mình không thể nào ăn hết được. Ăn xong thì bọn mình còn gọi 2 suất cơm rang nữa. Người ta lấy luôn phần giá mình ăn còn thừa để trộn với cơm á. Đấy chắc là món ngon nhất từ sáng đến giờ mà mình ăn mất. Siêu ngon luôn. Ăn xong thì bọn mình di chuyển ra bến xe buýt để đến phố người Hoa. Trời ơi, mình háo hức lắm luôn ý. À, mình thay áo rồi. Tại vì áo kia mồ hôi đầm đìa quá, với cả thay ra chụp ảnh cho đẹp nữa. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển bằng xe buýt, đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Lúc này thì mình vẫn còn đang háo hức lắm, vẫn mải ngắm cảnh xung quanh cơ. Nhưng mà một lúc sau thì mệt lăn ra ngủ như chết, để lấy sức cho chuyến đi sắp tới. Phải đổ khoảng 2 lần xe buýt, hôm nay di chuyển thì hết khoảng 10 mấy nghìn á, gần 300.000 Việt Nam. Mọi người thấy cái gì ở xa xa kia chưa? Bọn mình đã đến khu người tàu rồi nè. Chắc vì lệnh giãn cách nên là ở đây cũng vắng vẻ, không được đông đúc như mình tưởng tượng. Trời ơi, đến đây rồi là mình thèm kẹo hồ lô quá, mình chưa được ăn kẹo hồ lô bao giờ và hôm nay mình quyết định thử. Vừa có cái ý nghĩ đấy trong đầu thì tự nhiên nhìn thấy bắt gặp cửa hàng này có xiên kẹo hồ lô nên là bọn mình sẽ vào đây để xem. Đây là một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Có siêu nhiều đồ ăn luôn nhưng mà toàn đồ ngọt, không phải style của mình. Hỏi cô chủ quán thì cuối cùng cô cũng mang kẹo hồ lô ra rồi đây. Trông không được giống như tưởng tượng của mình lắm, nó là dâu bọc một lớp đường ở bên ngoài ấy. Siêu lạnh luôn, chắc tại để trong tủ đá với cả hơi khó ăn nữa. Nhận xét đi. Lớp ngọt.
Tất nhiên là nó vào đường mà. Vào số mọi người. Lần đầu tiên ăn loại kiểu nào? Thật á? Mình năn nỉ anh mình ăn hộ nhưng mà ông không chịu nên là mình đành phải dùng đến vũ lực. Bọn mình đi lang thang thăm thú một chút thì cũng thấy không có gì mấy. Cảnh cũng đẹp, nhiều cửa hàng ăn nhưng mà vì vừa mới ăn trưa xong nha, cả bốn đứa đều đang rất là no. Bọn mình tra xem ở gần đây có quán cà phê nào không thì để vào ngồi nghỉ chân. Và cuối cùng thì tìm được một em cà phê phong cách Nhật Bản đẹp cục. Mình sẽ dẫn mọi người vô nhá. Đẹp chưa nè, vừa bước vào mình đã bị kiểu ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ở đây ấy. View ở đây đẹp cục, mọi người đến đây hầu hết là để chụp ảnh á. Mà hôm nay trời lại còn đẹp nữa chứ. Mình ngồi có một lúc mà được ngắm bao nhiêu chị xinh gái, thích cực luôn. Tìm chỗ ngồi xong thì bọn mình vào order đồ uống. Đây là bốn cốc đồ uống của bọn mình, trông xinh xắn nhở, dễ thương như là quán cà phê này ý. Mình gọi trà sữa vị matcha, matcha đậm vị cực nên uống rất là ngon. Quán cà phê này thiết kế nhiều gian phòng như thế này nên rất là chill chill luôn. Đợi mình nghỉ ngơi một xíu rồi mình ra quay phong cảnh quán cà phê cho mọi người xem nhá. View ở đây đẹp lắm luôn ý. Mọi người nhìn này, thật sự không cần dùng đến filter luôn ý. Cảnh đẹp nhá, nắng đẹp nhá, trời còn đẹp nữa. Hôm nay mình chụp được siêu nhiều ảnh luôn. Bây giờ thì cùng mình xem những góc siêu đẹp ở quán cà phê này nhá. Kiểu chụp ảnh một mình cứ thiếu thiếu thế nào ấy, nên là mình đã lôi anh trai vào để làm đạo cụ. Không có người yêu ở bên cạnh nó thế đấy. Chụp ảnh các thứ xong xuôi cũng gần 5 giờ chiều rồi nên bọn mình quyết định đi về. Tạm biệt Chinatown nha, mình đi về đây. À quên, trước khi đi về thì mình phải ghé vào chụp kiểu ảnh đã chứ. Lần nào đi đâu hay có dịp gì là mình kiểu gì cũng phải ghé vào mấy cái booth chụp ảnh này để chụp lưu lại kỷ niệm. Nhà mình siêu nhiều ảnh luôn. Một lần chụp như vậy là hết 4.000 luôn. Và đây chính là thành quả của bọn mình sau 2 lần chụp nè. Giờ thì đợi ảnh ra thôi. Lần này là tạm biệt thật, mình đi về đây. May quá đối diện đấy là intern nhọc luôn nên bọn mình phi vào và đi về thôi. Trông thế mà về đến nhà cũng gần 9 giờ đấy. Buổi đi chơi này của bọn mình chả tốn kém mấy đâu. Không tính tiền đi lại mười mấy nghìn won thì mỗi đứa hết khoảng 25.000 won thôi. Rất là rẻ đúng không? Rơi vào khoảng 900.000 Việt Nam á. Mà được một buổi đi chơi rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Bye bye. À nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn thích và subscribe. Có thể kết nối với mình thông qua Facebook hoặc Instagram nhá. Bye bye mọi người.